đến hẹn lại lên. Với chủ đề sức sống cội nguồn, lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 năm 2015 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân huyện Đam Rông tổ chức đã thu hút gần 500 nghệ nhân thuộc các dân tộc Cờ Ho, Mạ, Chu Ru và Mơ Nông của 12 huyện, thành phố trong tỉnh cùng 8 đội cồng chiêng tiêu biểu đến từ các xã của huyện Đam Rông tham gia. Cảnh diễn đám rước thần lúa của 8 đoàn nghệ nhân đến từ các xã của huyện Đam Rông, đặc biệt là nghi thức tôn thờ thần lúa, một biểu trưng cho sự ấm no và hạnh phúc của đồng bào Mờ Nông trong đêm khai mạc Đam Rông mùa hội cồng chiêng, đã tái hiện một cách sinh động và ấn tượng những phong tục tập quán đẹp, đầy bản sắc văn hóa của cư dân nơi đây. Cùng với đó, những màn diễn tấu cồng chiêng bốc lửa mang âm hưởng và màu sắc rất riêng của các đoàn nghệ nhân đến từ 12 huyện thành phố trong tỉnh đã thực sự làm sống lại không gian văn hóa cồng chiêng Nam Tây Nguyên. Đây không chỉ là nhịp cầu giao lưu, kết nối văn hóa giữa các dân tộc anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Lâm Đồng giàu truyền thống cách mạng, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của di sản văn hóa cồng chiêng trong cộng đồng các dân tộc Nam Tây Nguyên, mà còn đánh thức sự quan tâm tiếp nối của thế hệ trẻ về một giá trị văn hóa di sản đã được UNESCO và cả thế giới công nhận. Trước hết thì cái chủ đề của Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm nay thì chúng tôi chọn là với cái chủ đề là sức sống cội nguồn. Bởi lẽ chúng tôi cũng nhận định rằng, thấy rằng là văn hóa cồng chiêng nó cũng xuất phát từ cái đời sống văn hóa, đời sống sinh hoạt của người dân, đồng bào các dân tộc tỉnh Tây Nguyên từ bao đời nay. Và để chúng ta làm sao để chúng ta nâng cao cái nhận thức trong công tác bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa cồng chiêng thì chúng ta lấy chủ đề đó nói hết sức là thiết thực và gần gũi với bà con. Năm nay với cái ý thức và cái trách nhiệm của các đoàn thì chúng ta đem đến với cái Liên hoan văn hóa cồng chiêng đến một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo của các đoàn, kể cả từ trang phục đạo cụ và các cái điệu tấu chiêng và các cái điệu múa xoan cũng hết sức là ấn tượng. Và chúng tôi mong muốn rằng là cái liên hoan này do chúng tôi duy trì thường xuyên hàng năm và được sự hưởng ứng rất tích cực của các cái địa phương, và đây là một cái dịp để cho các cái đoàn cồng chiêng của đồng bào các dân tộc trong tỉnh Lâm Đồng chúng ta có cái dịp giao lưu học tập và cũng qua đó cũng tự hào về cái văn hóa cồng chiêng của mình, và từ đó cũng có cái ý thức tốt hơn trong công tác bảo tồn và lưu giữ cũng như là phát huy các cái giá trị của văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến các đơn vị là đồng bào hãy ra sức giữ gìn và phát huy tốt cái bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào mình. Trong cái cuộc sống hiện đại hiện nay thì chúng ta cũng hãy tự hào là chúng ta có những cái văn hóa hết sức là tốt đẹp và chúng ta cần phải lưu giữ và bảo truyền nó. Ngay trong đêm khai mạc, 24 già làng, nghệ nhân của các dân tộc trong tỉnh đã được vinh danh và trao giấy chứng nhận nghệ nhân cồng chiêng. Trong đó có các nghệ nhân của huyện Đam Rông. Đây không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của riêng các nghệ nhân mà còn là của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà với mong muốn di sản văn hóa cồng chiêng tại địa phương được gìn giữ, phát huy, phát triển và được lớp trẻ kế thừa tiếp nối một cách xứng đáng. Cán bộ đảng viên và nhân dân huyện Đam Rông rất phấn khởi, bởi vì nó có một cái đặc biệt hơn đấy là chúng ta tổ chức vào cái dịp 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, và các cấp các ngành hiện nay đang hướng tới là lập thành tích chào mừng kỷ niệm đại hội đảng các cấp và tiến tới đại hội đảng lần thứ 12. Một sự kiện có văn hóa chính trị có ý nghĩa rất sức sâu sắc và phải nói là rất phù hợp với cái lòng mong đợi của nhân dân ở địa phương chúng tôi. Bởi vì cái lễ hội cồng chiêng ở Đam Rông ấy, nó là một cái truyền thống, nó là một cái nét văn hóa vốn có từ lâu đời nay.
tại địa phương tôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là qua cái lễ hội này cho chúng tôi có một cái cơ hội giao lưu hiểu biết hơn với các lễ hội cổ truyền của các đơn vị bạn, đồng thời là cũng là một cái dịp để cho nhân dân, để cho mọi người tôn vinh cái giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là cái giá trị văn hóa của người đồng bào dân tộc Tây Đỗ ở vùng này. Đó là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là lễ hội cổng chiêng nó đã giúp cho những nghệ nhân, mọi người và nhân dân ấy là hiểu đúng hơn, hiểu sâu sắc hơn về cái giá trị của nó. Đồng thời là mọi người có cái trách nhiệm là tôn tạo, bảo vệ, giữ gìn và phát triển nó. Đồng thời là tiếp tục mở ra những cái giao lưu để với các địa phương bạn, với các nghệ nhân khác để mà nâng cái tầm, cái giá trị của nó lên. Chúng tôi thì đã có cái chủ trương từ lâu là tiếp tục nuôi dưỡng, tiếp tục phát triển, tiếp tục đào tạo các cái thế hệ sau này là tiếp tục giữ cái nền văn hóa này và cái giá trị cái văn hóa cổng chiêng này để đưa vào trong nhân dân, tạo thành những cái món ăn tinh thần hàng ngày cũng như mỗi một cái sự kiện chính trị trọng đại của địa phương thì chúng tôi đều tổ chức những cái việc như vậy. Những năm vừa qua thì huyện Nam Rông đã có cái chủ trương là tổ chức những cái lớp tập huấn bồi dưỡng người đi trước, tổ chức bồi dưỡng cho người đi sau. Và như các bạn thấy đấy, là lễ hội cổng chiêng đối với các địa bàn của huyện Nam Rông hôm nay biểu diễn ở đây thì có những người già, có những người trung niên và đặc biệt như là cái tầng lớp thanh thiếu niên thì kiếm phần đông. Đây là một cái nối tiếp truyền thống văn hóa của chúng ta và cái đó là rất tốt. Và chúng tôi tin rằng với một cái phong cách như vậy, với một cái sự ham mê của người dân như vậy thì chắc chắn là cái lễ hội cổng chiêng đối với huyện Nam Rông thì nó sẽ trở thành một cái món ăn tinh thần thường xuyên và bất kể mọi gia đình, bất kể mọi địa phương và bất kể mọi cái sinh hoạt trong cộng đồng dân cư. Bỏ lại phía sau những lo toan bộn bề của cuộc sống thường ngày, những nhịp chiêng cứ thế ngân vang, những vòng xoan cứ thế bất tận, những đôi tay, những đôi chân trần biết múa, biết hát của các dân tộc anh em đã hòa cùng với những âm thanh, giai điệu bay bổng và thăng hoa trong không gian của núi rừng Nam Tây Nguyên. Ngoài không gian của hội thi diễn tấu cồng chiêng, không gian của hội thi các trò chơi dân gian nằm trong chuỗi các hoạt động của lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 9 năm 2015 cũng đã được hiện thực hóa ngay bên dưới chân cầu Bằng Lăng thuộc địa bàn xã Romen, thu hút đông đảo các nghệ nhân hào hứng tham gia. Một số trò chơi dân gian phù hợp với đồng bào các dân tộc Nam Tây Nguyên được ban tổ chức lễ hội thiết kế tổ chức. Cùng với đó là sự có mặt của các già làng, của các nghệ nhân cồng chiêng thuộc 12 huyện thành phố trong tỉnh tại những cuộc tranh tài khá thú vị, hấp dẫn như thế này đã góp phần làm cho ngày hội thêm phần ý nghĩa. Qua hội thi, các trò chơi dân gian được tổ chức trong một không gian lý tưởng như thế này không chỉ rèn luyện kỹ năng, sự khéo léo, nhanh nhẹn của người chơi, mà còn gửi gắm vào đó những thông điệp nhằm bảo tồn và phát triển các trò chơi dân gian trong cộng đồng các dân tộc bản địa, nhất là trong giới trẻ hiện nay, để loại hình vui chơi giải trí giàu hàm lượng văn hóa này không bị mai một bởi thời gian. Bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa cồng chiêng vốn quý trong cộng đồng các dân tộc Nam Tây Nguyên là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết.
Do đó, việc truyền dạy cồng chiêng cho lớp trẻ cũng được các thế hệ đi trước quan tâm và xem đây là một việc làm thường xuyên cần được nhân rộng trong cộng đồng, thôn, buôn. Tôi rất là phấn khởi và rất là một cái lòng tự hào của tôi là coi như là một là để học với là các huyện bạn coi như là về vấn đề cái cồng chiêng. Nói về cồng chiêng thì tôi từ trước đến giờ tôi đã dạy là đến nay là được 13 đội cồng chiêng tôi dạy. Ở Lâm Hà tôi dạy là 8 đội. Xong đó là ở huyện Đam Rông coi như là 3 đội là 11 đội. 12 đội coi như là ở chỗ coi như là 2 đội nữa là 13 đội là 2 đội ở chỗ trường người trú thầy xuất ở Lâm Hà là tôi dạy là 2 đội đó. Tôi là chuyên đi dạy coi như là các làng. Khi nào mà ở địa phương nào mà cần tôi thì tôi sẽ dạy. Đó là cái niềm tự hào của tôi. Không bỏ được cái truyền thống coi như là cái sắc tộc của dân tộc mình. Riêng ở xã Đà Cà Nàng thì coi như là tôi đã thành lập coi như là hai lớp trẻ coi như là gồm coi như là 24 nam 24 nữ, là tuổi coi như là thấp nhất là từ 14 tuổi, tuổi cao nhất là 18 tuổi là lớp trẻ. Cũng tiếp thu nhanh lắm. Còn cái lớp già trung thì coi như là từ 18 đến 38. Đó là cái tuổi trung. Coi như là cái lớp trẻ cũng rất thích về vấn đề coi như là cái truyền thống của bản sắc mình. Đây coi như là nó rất là phấn khởi trong vấn đề tôi đã dạy vừa rồi coi như là nó rất mừng. Coi như là để một là để nó đi cho biết đó biết đây coi như là học với bạn bè. Coi như là nay mai thì coi như là để vừa là không mất cái truyền thống của mình nữa. Và coi như là các cái lớp trẻ nó thích lắm. Lớp trẻ thì coi như là muốn để coi như là sau này coi như là để cha truyền con nối. Coi như là khi mình già tuổi là già rồi coi như là lớp trẻ để coi như là tạo thành lại cho nó là tre già măng mọc cơ mà. Coi như là phải truyền đạt lại cho lớp trẻ. Đó là phải cái quan điểm của tôi là phải nhất thiết phải thực hành cái đó. Tôi rất vui khi năm nay huyện Đam Rông tổ chức và đăng cai lễ hội văn hóa cồng chiêng của dân tộc mình. Và tôi rất vui và rất tự hào được học hỏi thêm và tìm hiểu thêm các cồng chiêng nghệ nhân của các huyện khác, học hỏi thêm những bài chiêng và các vũ điệu của những người dân tộc khác. Đội chúng tôi tập rất là nhiệt tình và về văn hóa cồng chiêng do nghệ nhân của chúng tôi truyền lại. Đó chính là bài thì chúng tôi đã học được 4-5 bài rồi. Mình là người trẻ, mình phải học nhiều, hỏi nhiều để biết những truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Mình phải tuyên truyền vận động, đặc biệt là các giới trẻ học hỏi thêm, tìm hiểu thêm, tìm tòi những cồng chiêng mới và bài mới để cồng chiêng nó không bào mòn. Đánh thức di sản văn hóa cồng chiêng, vinh danh các nghệ nhân thông qua lễ hội văn hóa cồng chiêng được luân phiên tổ chức hàng năm tại các địa phương trong tỉnh là một việc làm rất cần thiết. Song, điều quan trọng hơn cả đó là di sản cồng chiêng phải được thể thức, hiện thực hóa trong cộng đồng bằng những hành động và việc làm cụ thể. Có như vậy, những giá trị văn hóa mà cồng chiêng mang lại mới thực sự thấm đẫm, tỏa sáng và mãi ngân vang trong tâm thức Việt nói chung và trong tâm hồn các dân tộc Nam Tây Nguyên nói riêng.